Ok, chào anh em quay trở lại với kênh Nước Miếng của Ba nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ đưa cho anh em một tin vui đối với những anh em nào mà ngóng trong bản update sắp tới ha. Thì đây, hôm nay lướt group thì bạn Hùng Đỗ cũng đã chia sẻ một cái bức ảnh. Đó là ở bên này là group của Thái sao nè. Thì cụ thể thông tin đó là game chuẩn bị update nhé anh em ơi. Dịch sơ bộ là vào ngày 20 tháng 5. Rồi, 20 tháng 5 nha, nay 15 rồi anh em, 5 ngày nữa. Thì ngày 20 tháng 5 thì từ 9 giờ cho tới 12 giờ là để update nè. Đó, là bảo trì nha anh em. Nội dung update là mở cấp 70. Đó, mở đồ S+4. Đó, bây giờ là mới A thôi anh em. Đó, là bây giờ mở S luôn rồi. Đó, nâng cấp 7 sao. Nâng cấp 7 sao nè. Rồi, nâng cấp nhà lên level 15. Đó, đây. Đây là cái nội dung gốc của nó đây. Đó, theo mình dịch cái này là 70 nè, level 70 nè, S+4 nè. Rồi cái này là 7 gì đây? À 7 sao, đó. Thì cái thông tin này thì mình thấy độ chính xác rất là cao ha. Đó, cái thông tin update này thì nhiều bạn đã ngóng trông rồi. Nhiều anh em chơi cái phiên bản này, phiên bản của Việt Nam của mình đó, phiên bản dành cho ASEAN đó, thì đã ngóng trông rất là lâu. Nhiều ông chịu không nổi cũng đã gọi là gì, bán ạc, là nhiều ông cục xúc hả, xóa ạc luôn, thì cũng chia buồn cùng các anh ha. Đây, ngon rồi nè, ok. Đó là thông tin update. Đó, thông tin update này là đợi khá lâu, mấy tháng trời rồi anh em thì mát. Mình thấy mát cũng nhiều lắm rồi đó. Đó, thì hôm nay mình sẵn thì mình sau cái dàn tướng của mình luôn. Đó, sau cái dàn tướng của mình. Đây là nick của mình nha anh em, đó. Thì cái nick trước đó là mình review là của thằng bạn mình, còn đây là cái nick mình cũng đang chơi thôi. Đây. Nãy mới mở được con giả hủ 4 sao anh em ơi. Mở ở trong cái thẻ quay thưởng ngày nè. Trời ơi, nhân phẩm bây giờ cao quá rồi. Đó, thì nick của mình thì tướng cũng cùi thôi, cũng không có gì gọi là xuất sắc hết trơn á. Cày nông dân mà anh em, đâu có nạp gì nhiều đâu. Đó, này da cũng da có da các lượng, nói chung là đủ tem nông dân, tem thuộc cũng nhiều nè, đó, tem ngụy cũng nhiều. Đó, anh em có thể ngắm cái dàn tướng của mình ha. Tướng xấu sao ít lắm, không có nhiều đâu. Đó. Rồi, vừa mới làm về thì mình nhảy vào mình làm video để thông báo cho anh em, những anh em nào chưa biết về cái bản update này. Thì bây giờ mình dọc cái nick mình miếng luôn ha. Này đi chưa có đi những cái ran này nữa nè. Thì cái ran này á, hướng dẫn cho anh, những anh em nào chưa biết luôn, thì mình đạt được thứ hạng. À, mình đạt được cái thứ hạng như thế này thì mình sẽ nhận được quà tương ứng, nó xếp theo tuần, tháng, đó, quý hay gì đó. Nói chung là mình đạt cái hạng này, nó sẽ tính trong vòng 1 giờ hay gì đó là nó sẽ cộng điểm cho anh em nha. Đây số điểm này nè, đâu rồi. Đây nè, điểm thắng hàng ngày nè, 510 mấy ngàn nè, đó, anh em đạt, nói chung là trụ được cái hạng của mình càng cao thì điểm của mình càng nhiều ha. Giờ đang đấu 1-1 nè anh em. Đây con Triệu Vân. Ồ. Gì đâu mà mới có mày thôi một chảm. Gì đâu mà mới ợp có gì? Ợp có buổi sáng với buổi chiều mà rớt hẹ 200 mấy luôn. Thường thì mình đánh cái 1-1 này tướng mình yếu nên mình đánh được có hạng trăm mấy anh em. Lâu ngày hơn anh em không có đập mình thì mình có thể trụ được hạng hai số. Rồi, Triệu Vân của mình dập lần hai thằng luôn rồi. Chịu hết nổi rồi, hết máu rồi, chịu hết nổi rồi. Đây Hoàng Trung nè, anh em có thể tham khảo cái đội hình 1-1 của mình ha. Đó, những con tướng này là BBB 1-1, thuộc dạng mạnh. À, có Lữ Bố với lại ôi trời bà mẹ. Đau vậy. Có Lữ Bố với lại Quen Vũ thì càng tuyệt vời hơn, Lã Linh Khởi rồi đó. Đó, nhưng mà vẫn con đó thì nó rất là khó mà. Sau này up lên 7 sao thì mình nghĩ là chắc mấy ông có không nổi đâu. Thôi mà trời ơi. Cái nữa bạn ơi. Ây da. Thua. Ráng đập lên hạng trăm mấy để trụ hạng anh em ơi. Tướng của mình yếu quá và chịu không nổi mấy ổng. Đó thì xin chúc mừng những anh em nào
xin chúc mừng những anh em nào mà để lại nick chơi. À không có nản thì cái gì chiến đấu không vậy? Đó, để lại nick chơi không có nản và sẽ nhận được bản update này. À, đó cũng coi như là phần quà dành cho những anh em nào mà trung thành và mê game này, có niềm đam mê mãnh liệt với game này thì đó là cái niềm vui. Thằng bạn của mình anh em nó đòi bỏ game luôn anh em đó, nhưng mà mình cũng kêu thôi, nó sắp update rồi, nó cũng đợi bữa giờ đó anh em, bắt hàng mình biết à. Thằng siêu mi anh em, cái nick mà bữa mình mới review á, đồ trời ơi trương liêu này đánh 1-1 cũng gọi là tạm anh em, nhưng mà nó cũng lực của nó yếu lắm. Rồi quên rồi, lên hạng 3 số được rồi. Thôi nói chung là này cũng được, nói chung là cái 1-1 này để cái hạng này cũng được đó. Rồi giờ mình qua mình đánh đánh tỷ võ luôn em, 33 nè. Đó tem 33 của mình thì như này. Ồ hạng 117 cũng khá cao, để coi cái lịch sử đấu có đứa nào đập mình không. Ui cha, 22 giờ trước, 6 giờ trước, 18 phút trước. Ồ nó đập mình rớt hạng 16 nè anh em. Thủ thành công được 2 lần rồi, ok được lắm. Chà, tem này không biết sao đây. Giờ đang hot con giả hủ nha anh em, giả hủ nó tuôn tập đoàn anh em, nó tuôn AOE á. Tuôn phát lần 3 đứa luôn nên tụi nó bỏ vô đánh nhiều lắm. Đó, anh em có thể coi cái tem BBB33 của mình. Đó, thấy bốc hơi liền không? quá dữ. Nó mà dính chiêu một ba thằng mà dính bên kia, mà ba thằng mà dính chiêu một cái là chỉ có đi bụi thôi anh em, không có thể nào mà sống nổi hết trơn. Anh em thấy kéo máu ghê không? 52 hả? Rồi, bỏ. Đánh thêm trận nữa cho anh em coi đã mắt ha. Đây, team giả hữu, dây cát lượng và con Tuân Úc. Đó, dập luôn. Để làm gì, dập luôn. Coi win nổi không? Giả hữu này đang hot trend anh em, hot đó. Mình mà dứt được con Tuân Úc chứ. Ui cha ơi, nó búp bên tay được rồi, tiêu rồi. Tuân Úc này búp bên tay được là mình khó ăn lắm anh em. Đó rồi, team mình tiêu rồi. Tướng Úc này mà khi mà mình bắt được á, mình lấy con nào mà si tun á trước được á là mình có thể dập được nó rất là dễ ha. Trời ơi, được, để mình đổi đây. Mình đổi em từ thứ này vô đập cái thằng này cho anh em coi thử coi có được không ha. Đang khiêu chiến chủ công khác. Sao vậy? Chưa gì chạy. Đây. Nó đang đánh em ơi. Rồi vô dứt. Đổi từ thứ coi nó có hiệu quả hơn là chơi Tướng Úc không nha anh em. Đây là con áp chủ hoài của mình. Dứt. Đó. Trời ơi tìm Tướng Úc. Úi chết tôi. Con Tướng Úc này nó búp được, nó búp anti được trước anh em ơi. Bà mẹ. Thôi bỏ. Hạng 2 số được rồi anh em ơi. Để những lượt đánh sau mình sẽ trụ hạng ha. Con Tướng Úc này nó búp được cái là coi như là đây mình không đánh vô đam được luôn á. Ý, cái kèm này thơm nè. Kèm này thơm nè anh em. Rồi. Bỏ từ thứ ra, bỏ Tướng Úc vô thử coi. Mình mà dứt được con Tướng Úc này là coi như là tụi nó xác định luôn anh em. Bỏ Chu Du ta, chơi Chu Du được không? Rồi, vẫn chơi từ thứ đi, từ thứ áp chủ hoài. Dứt hạng 48 này là từ hạng 50 trở tới hạng 1 là cái ram nó khác nha anh em. Cái điểm nó khác á, được cộng khác á. Nên em cố gắng đánh được những cái hạng trên 50 ha. Trời ơi con lữ bố của nó kìa. Ý. Đó anh em thấy sức mạnh từ thứ chưa. Rồi cho mình lấy hạng 48 á. Nuôi bữa giờ rồi
phát huy tác dụng đi chứ gì nữa. À, mình review sơ bộ về cái nick của mình luôn. Thì chủ thành của mình, thành chủ của mình là gần full mưa rồi. Có cái này là mình chưa up thôi, là tại cái này là đánh map nên cũng không cần thiết lắm. Đó, kho vũ khí thì cũng gần full mưa rồi. Đó, còn 9/10 nè. Up mấy cái này đó chắc điếc người luôn á. Up mấy đó chắc điếc người luôn á anh em. Đó, thì theo thông tin của các bạn update mới, thì cái nhà của mình là nó sẽ lên level 15 đúng không? Đó, bây giờ mới có 10 thôi. Không phải nhà chính nữa mà là tất cả nhà sẽ lên level 15 thì phải. Đó, bây giờ là nhà mát là 10. Đó, sau là tất cả nhà mình nghĩ là như vậy. Tất cả nhà sẽ lên level 15. Đó. À, hướng dẫn cho anh em cái, những anh em này chưa biết về cái liên minh chiến ha. Thì bây giờ thì nó đang bắt mình chi viện. Đó. Chi viện. Chi viện cho những cái thành ở trong liên minh của mình nè. Đó, những cái thành ở dưới đây anh em nên chi viện những cái thành dưới này ha. Đó, anh em có thể thấy chi viện làm sao để cho kích được những cái duyên này. Đó, những cái duyên này là anh em kích nó lên. Rồi ngày qua ngày sau là nó sẽ liên minh chiến sẽ đánh. Anh em chơi vài hôm là anh em có thể rành được. À, cái gì đây? Đây, bây giờ mình chi viện làm sao kích duyên. Đó, đây có duyên nè anh em. Lượng máu liên minh nhà thuộc 8 nè. Anh em cứ bỏ tướng vô, con nào nó nhảy duyên thì anh em cứ để thôi. Liên minh nhà thuộc. Ồ, đó, con này Trương Tinh Thái nè. Trương Tinh Thái, mã siêu. Ồ, cái gì? Mã siêu Trương Phi. À, lộn, đây. Tổn thương chiến mạng 25%, thêm 8% máu nữa. Đó, mình hỗ trợ Trương Tinh Thái vô cái cổng 2 của thằng này. Đó, cổng 1 này thì đã có người hỗ trợ rồi. Chủ yếu là cái này để kích duyên đó anh em. Đó, bỏ vô. Đó, trời ơi. Bạn ơi, bạn có thấy được cái kích duyên của mình thì bạn hãy cho mình một like nha. Đó, trời ơi, bỏ vô một phát anh em coi là duyên nhảy lần 4 cái. Chết rồi. Long hổ tranh đấu nè, trời, nam tử đa tình. Hai cái nam tử đa tình luôn. Đó. Giờ kích cổng 2 thôi anh em, cổng 1 rồi nó kích trơn rồi. Quá dữ. Những cái nào mà nó có cái biểu tượng ở trên đầu này anh em, đó, dấu cộng trên đầu này nè là những cái đó là còn slot ha, còn slot để anh em kích duyên ha. Sao cái duyên này khó kích quá vậy? Rồi khó kích thì anh em có thể bỏ qua. Đây là nhà của mình nè, bà mẹ. Kích chờ tao cái cổng 2 coi. Ừ. Cổng 3 chứ. Ồ, duyên này khó kích quá à. Đó, anh em thấy cái duyên này mà nó không có duyên là khó kích, nó 8% máu, cùi quá. Để con người duyên này kích cái khác. Ồ, duyên này cũng cùi luôn. Tào Tháo của mình chưa có mát nên không có dám bỏ vô rồi nó chửi chết. Rồi cái gì đây? Trương Cơ cũng được nè. Trời ơi, có em người duyên này kích duyên rất là ngon luôn á. Đứa nào chưa có kích được cái cổng cái cổng 1 thì nó kích cho. Trời ơi, team này, team của nó mạnh ghê. Thôi, kích ở dưới cho những anh em ở dưới đi. Tại tụi nó đập á, thường tụi nó đập là những cái thành ở dưới không mà anh em. Nên giờ mình kiếm mấy cái thành ở dưới để mình kích. Rồi, hầu như là kích gần hết rồi. Rồi, kích luôn cái cổng 3 của cái team này đi. Ráng kích được con duyên. Không lên nổi luôn kìa, trời ơi. À, đây đối tượng sợ hãi tăng mức sát thương vật lý lớn 4. Rồi ok, mình kích cái con tôn quyền này luôn. À, có đỡ hơn không? Rồi đó, thì bây giờ là mình nói chung là hoạt động ngày của mình cũng kéo cũng cũng nhiều anh em. Đó, đánh tỷ võ nè, đó trụ hạng nè,
Rồi loạn thế. À, nói về loạn thế thì khuyến khích những anh em nào đi loạn thế thì đánh từ 9 giờ tối trở tới 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tại giờ đó những ông top anh em, những ông hạng tỷ võ đây nè, nó hạng 1 đây nè, nó sẽ tháo tướng ra và bỏ một con tướng cùi vô. Cái ông này chơi rất là family ha. Đó, mấy ông tháo tướng cùi, phá tướng khủng ra, gắn tướng cùi vô, anh em sẽ leo rất là dễ hơn là cái thọ loạn, cái vô song, anh em loạn thế vô song á. Đó, đó là mẹo ha. Còn leo ngày là chắc chắn là sẽ gặp top rồi. Tại mấy ông chưa có tháo ra, tại mấy ông còn trụ hàng nữa mà. Đó, đó là cái đi loạn thế. Cướp đoạt nữa nè, đó. Và đi những cái cần thiết trong ngày. Rồi úp tướng đó, đi vòng vòng đó cũng được một bớ thời gian á. Đó. Đây thì các bạn update này thì anh em có thể vào cái group và xem lại. Đó thì ngày 20 là nó sẽ update ha. Ngày 20 nó update từ 9 giờ cho tới 12 giờ đó. Tất cả nội dung đó thì rất là hấp dẫn ha. Anh em chắc nó sẽ mở map. Đâu rồi, có mở map không? Mình nghĩ sẽ mở map tại vì nó sẽ cộng đồ S+4 đó mà, cộng 4 đó mà. Nó sẽ mở map thêm map cho anh em, map 7 và map 8 gì đó. Theo mình nghĩ là mở 2 map. Đó. Rồi thì nếu anh em thấy hay thì đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình, nhấn luôn cái chuông kế bên nút đăng ký, khi nào mình có video mới thì kể thông báo cho anh em biết nha. Đó, những anh em nào ưa thích cái tựa game Tam Quốc chế Blade of Kingdom này thì hãy comment bên dưới, và những thắc mắc nào hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời nha anh em. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha.